còn thở được nữa phải không? Trời ơi trời, lòi cuộc trơn rồi, sống sao nổi, sao mới dính dữ vậy trời. Leo lên vai thằng Linh rồi. Ôi, con mắc chuột cái gì vậy? Ta đặt chấm hết gì á. Trời ơi, dính chuột này các bạn ơi. Trời ơi, đẹp xẹp xẹp cái này luôn rồi. Đang đen quá chứ. Ê! Phải không? Không, chuột dính lâu rồi nè. Hả mới dính ta? Trời ơi, tôi nghiệp chuột các bạn. Trời ơi, con quỷ chó này đủ má nó cắn, băm trần chuột luôn rồi. Nhìn nó dễ đứng nóng cây đó hoài luôn. Ừ. Thử được ha. Giờ sao lấy lên đây không biết nữa. Bỏ lại đi chứ đừng, nó cũng chết ngắt rồi. Không chết đâu, còn kêu. Chạy bên đây coi. Má sao cái lầm tự nhiên nó dính là viên chi trời. Tao cũng không biết nữa. Chủ mấy là đặt chuột ở đây có ai hết chứ. Ba mẹ lâu gắt trơn rồi nè. Lâu rồi, quên á. Trời, giống cái lầm bẫy rắn mày. Nó đó chứ gì nữa, mà tao nói cục coi. Còn thở được nữa phải không? Trời ơi trời, lòi cuộc trơn rồi, sống sao nổi, sao mới dính dữ vậy trời. Sao này sống không nổi đâu. Cu nữa ba ơi, ruột cái đầu mày, ruột. Trên đây nè. Đây nè, lòi ruột cái luôn rồi nè, sống sao nổi. Mạnh ra, mạnh ra, ừ. Má thiết kế cái này, nó bén ghê không. Vô là ra không được mà. Đây ra đường này nè, mở đường này. Để cứu cho em Cherry nha các bạn. Cherry bữa nay rồi, má bị con chó. Đi con biết nha. Hẻm mà chó. Nó thở được đó. Má chuột gì đó mà nó giờ nấy được ta. Ê từ nấy ơi. Cắn ra. Đỉ ông này đủ. Má ai mà chế tạo này ác rồi. Sao mà cái lầm nó gì mà nó dính lại vậy? Trời, máu chảy lụm chưa. Lỗ tai, lỗ tai. Mẹ bác. Má để vô cái cắn bấy tao rồi lấy ra không được chết mẹ luôn. Có cái cây cứng cứng tôi nại ra trời. Nó cây đó. Sao được. Đây nè. Không có gãy nha. Ui, không. Nói chung là ông cố nào đi gài chuột á, rồi mới nhớ chỗ đặt giùm cái. Ăn tao không được còn nhốt nữa. Chết luôn. Sao cái chuột cái bẫy này nó bị sập vậy trời? Vô sao cái gì? Đặt rồi quên để qua ngày á. Chắc đi người ta đạp lên đó. Cây. Đạp cái này nó đau mà. Chưa. Trời ơi trời, chóc cho lưng luôn rồi. Nè nè nè, để bóp lại nè. Chút nữa ra. Ê mở này ra luôn. Ê mở được nè mọi người. Ừ, nè. Yeah. Đúng không? Ừ, rồi dễ lên đi. Không có cắn đâu nha, tao cứu mày á.
Điệt mẹ cắn tao, tao bằng mày luôn. Tao nướng chui tại chỗ tao có đem giấy bạc đó nha. Không giỡn với tao à. Chắc con đen nè, giờ nó kêu cứu đó. Đụ mẹ cứu mà nó cắn người ta nát hết trơn rồi nè, cứu. Cứu vô mỏ nó cứu. Còn dưới ở đây một cháu. Quá gì kỳ dưới đây chứ kìa. Chút nó ra, chút cho nó ra đã rồi. Má chóc vào lưng trên luôn trời. Gột cái da của nó đâu nội. Má trời trời, con người ta bị gì chị sao nổi. Chút nó ra đó luôn kìa, ừ chút nó ra đó luôn. Mạnh đại luôn đi, mạnh đại luôn đi, ra một lần mổ đau là nó hết rồi. Cắn mà đó, nó cắn mà đó. Chúng nó ra, chúng nó ra, ừ. Mình càng chút nó sẽ càng... Rồi ra, ra, nó bò ra. Còn dướng ở đây. Đây nè. Okay. Rồi, rồi. Trời ơi các bạn thấy không? Trời chấp ơi cái xương sống của nó lòi ra luôn á chứ. Bỏ nó vô bụi đi cho nó chỗ nào mát mát đi. Để bụi đi lại đổ cho bụi á. Đen nó lại nó cắn cái lại chết luôn đó. Mày để đại nó cho nó trong lòng đi, nào nó tỉnh nó ra. Chứ nếu mà bỏ ra là đen cắn nó chết á. Mấy giờ thêm? Nó bột lúa này thiệt. Ăn gì nổi mà ăn. Để cho nó yên mệt đi. Em chỗ nào để cho nó đi. Không gì sao nó ra được mày. Phía gần này nè. Tét đường này cho nó ra luôn. Ra được, đường này được. Tét bự ra xong rồi để kiếm như là để cho nó tự ra. Má thiệt luôn. Chóc da luôn trời. Ăn không ăn bắt làm chi. Thủ mẹ bắt quên. Nó vậy đó, nó tự ra. Ra giờ con chó nó cắn à. Kiếm chỗ nào phải lấy ra chuối đậy lại nha. Mày đuổi chó đi. Mà lại nó rồi chết nha đen. Đi. Có em cắm dao không? Dao cắt lỡ chuối chè lại. Chui đi hoài. Để đi nó chui gì không sao. Cắt lỡ chuối chè lên đi mưa đó. Ừ. Ở đây bạn ơi chứ không biết chuyện này cứu nó làm sao nó để cho nó đây nó tự nó lạnh tự đi. Làm mình biết mẹ gì đâu. Thôi, ở bên nước ngoài đó. Thanh niên gắn nó cứu xong em chuột nha. Dạ. Yeah. Nó gắn chuột rồi sao gắn này cứu chuột không biết nữa. Gắn này độ mà tu luyện mấy ngàn năm nay thành người. Rồi xử đi. Yeah.